Chỉ là một con vịt bằng nhựa thôi mà, có gì đặc biệt chứ? Bộ Phong đang trả lương cho cô ít lắm sao? Lẽ nào chủ tịch đang chơi quà của mình rẻ tiền? Chủ tịch à, tuy những con vịt này nhìn rất là bình thường, nhưng thực ra những con vịt này còn biết hát và biết bơi, và quan trọng đó là hàng hiệu đó, có hiểu không hả? Mắc lắm đó, mắc hơn vịt thật nữa, anh có hiểu không? Thực ra thì sao? Thực ra đây chính là dịch bình thường thôi ạ. Quá ra mấy con vịt còn biết hát nữa chứ. Đúng vậy đó, tôi đã đặt cho chúng một cái tên vàng hợp xướng vịt bé nhỏ. Đặc biệt là tiếng kêu của chúng cũng nghe giống như vịt thật lắm chứ bộ. Ý anh là sao vậy? Chưa hiểu à? Là rất khó nghe đó. Sam Sam, để tôi giới thiệu cô với cô Phong nha. Ừ. Dạ được. Vậy sao? Chào tất cả mọi người. Cô đây là Tiết Sam Sam có đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Chào cô Phong Nguyệt. Cảm ơn cô nhiều nha, vì lần trước đã giúp cho tôi. Cô đừng có khách sáo như vậy. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là vị mà lần trước đã hiến máu cho tôi, là ân nhân cứu mạng cô Tiết Sam Sam đó. Dạ xin chào mọi người, tôi là Tiết Sam Sam. Cảm ơn cô nhiều lắm Tiết tiểu thư. Dạ không có gì, không có gì, tôi nhiều máu lắm mà. Đúng mà, cô đúng là người tốt mà. Được rồi, mọi người đừng có đứng ở đây nữa mà. Nè, Sam Sam, ngồi xuống đây nói chuyện đi. À, Tiết tiểu thư à. Hả? Thức ăn hôm bữa có hợp khẩu vị không? Hả? Thật ra tôi đã dặn đầu bếp làm bữa trưa và đem đến cùng với anh trai của tôi đó. Chẳng lẽ cô không ăn hả? Tôi ăn rồi, tôi ăn rồi. Quá ra lâu nay cơm là do cô Phong đưa đến. Mình đã nói mà, chủ tịch không phải là người dịu dàng chu đáo gì đâu. Vậy cô có thấy thức ăn hợp khẩu vị không? Rất hợp, vô cùng hợp. Chỉ là sợ làm phiền cô thôi à. Có gì đâu mà phiền chứ. Cô cũng biết khẩu vị của anh trai tôi rất kén chọn, cho nên bữa trưa mỗi ngày tôi do chính tay đầu bếp ở nhà làm rồi đưa đến. Chỉ là thuận tiện làm thêm một phần thôi mà. Hơn nữa, nhân viên tập đoàn Phong Đằng tôi hiểu quá mà. Người nào cũng làm việc hết sức. Nghe nói có người buổi trưa chỉ có ăn bánh mì. Cô không được như vậy nha, phải ăn uống đầy đủ đó. Cô Phong thật là chu đáo quá. À, cái này chắc là cho em bé hả? Dạ đúng, dạ đúng. Tôi tự chọn đó, cô xem có thích không? Là vịt con, vừa có thể bơi là vừa có thể kêu. Dễ thương không? Ngon nghỉnh quá hả? Dạ phải. Mỗi con một màu và tiếng kêu cũng khác nhau. Thật là ngộ đó. Nè mọi người xem đi. Có dễ thương không? Thật sự rất đẹp. Sam Sam à, cô có lòng thật đó. Cảm ơn cô vì món quà này nha. Cô biết không, tôi không thích người khác tặng tiền cho tôi đâu. Không hề có ý nghĩa gì hết trơn. Cũng không thể hiện được tấm lòng. Cô có biết không, lúc đầu tôi hỏi anh trai tôi phải cảm ơn cô như thế nào. Anh ấy lại nói với tôi anh ấy sẽ viết chi phiếu tặng cho cô. Như vậy thì làm sao được chứ? Vậy chẳng phải là hạ thấp cô sao? Cho nên tôi đã cự tuyệt. Đại tiểu thư ơi, sao cô không chịu để cho chủ tịch hạ thấp tôi vậy? Tôi tình nguyện bị anh ấy hạ thấp mà. Chi phiếu và lời nói rõ ràng khác biệt nhiều lắm. Lựa chọn cũng quá dễ dàng. Máu ra đau lòng quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không ạ? Sau này không cần phải phiền phức như vậy đâu. Không cần đưa cơm cho tôi nữa. Không cần làm gì hết. Tôi hiểu ý cô rồi. Chắc là cô không muốn gây chú ý. Cô là nhân viên, không nên quá đặc biệt đúng chứ? Đúng vậy đó. Mình đã bỏ tiền và công sức ra rồi. Bữa tiệc này nhất định mình phải ăn cho đủ vốn mới được. Mình sẽ dự trữ đủ năng lượng vài ngày sau. Xin chào cô Tiết. Không sai. Mình phải biến bản thân mình thành một con lạc đà trên sa mạc. Một con chuột hamster trên đống đậu phộng. Ăn cho thỏa thích mới thôi. Đây chính là chiến trường của mình. Cảm ơn, cảm ơn. Lát nữa sau khi xong việc, tôi mời mọi người đi hát nha, đồng ý không? Cảm ơn, cảm ơn. Kỳ Soái à, qua đây đi. Ngại quá, tôi xin phép qua kia một lát nha. Kỳ Soái à. Đã lâu không gặp. Đi ngồi với tụi em nè. Lâu lắm mới gặp anh Soái rồi. Đẹp trai hơn ngày xưa nữa. Chắc rồi. Vinh hạnh quá, được gặp anh hôm nay. Trời ơi, mấy cô gái thoa son đánh phấn dày cộm này từ đâu ra vậy hả? Trịnh Kỳ à, sao anh không để ý gì đến tôi vậy? Bạn gái mà anh đích thân mời đi chung là tôi kia mà. Anh à, anh không bao giờ chịu tìm bạn gái. Hôm nay em đã gọi tất cả chị em tốt của em đến đây rồi. Nè, để em giới thiệu cho anh nha. Nhìn bên kia đi, người mặc trang phục màu đen tên là Huyên Huyên, gia đình làm kinh doanh địa ốc đó. Còn người ốm ốm cao cao kia tên Nguyễn Linh, là nhạc sĩ đó anh ạ, à, chuyên gia âm nhạc luôn. Trời ơi, anh ạ, à, anh nhìn giùm em đi, nhìn một chút xíu thôi mà. Đó, người đó đó, người đó chính là đàn em khóa dưới của anh, tên là Nhã Như. Cô ấy đã tốt nghiệp cùng trường với anh đó. Rốt cuộc đây là đại hội xem mắt của anh, hay là tiệc đại thắng của con em vậy? Thì là hai trong một. Anh ạ, à, em gái anh hạnh phúc, đương nhiên cũng muốn hy vọng anh trai hạnh phúc chứ. Hả? Em hãy nhìn thử qua bên đó xem. Nhất định cô phải uống hết nha. Bọn họ và Trịnh Kỳ nói chuyện rất vui vẻ, không nên qua đó làm phiền họ. Có biết chưa? Anh cũng hiểu tính của Trịnh Kỳ rồi. Anh ta không để bụng đâu. Anh đừng có lo. Mấy chị em đó là những cô gái có xuất thân tử tế đàng hoàng. Anh thích người nào cứ việc nói với em, em sẽ giúp cho anh. Qua bển đi. Tiểu Trương, qua đây. Chủ tịch, cậu hãy gọi cô Tiết Sâm Sâm đó qua đây giúp tôi. Dạ. Công nhận là lấy đẹp trai thì cũng thế nào quên được. Tiết tiểu thư, chủ tịch tìm cô. Chủ tịch. Dạ dạ chủ tịch. Kể từ lúc này, cô sẽ cùng đi với tôi. Đi thôi. Hồi nãy bé còi cũng xinh đẹp hết. Cô đẹp lắm. Thank you.
Ngồi xuống đi.